Đây là hai em mèo đang vệ sinh cho nhau. Đây các bạn thấy, buổi sáng là hai em mèo sẽ tự rửa mặt. Em này liếm em kia liếm em nọ. Cái lưỡi của nó như cái bằng chải vậy nha. À. Wow, liếm đã chưa? Hai con thật là thấm thiết. Thôi liếm lông thôi, đừng có liếm đít nha. Tóc nó dài mà. Nó dài xuống tới đây nè. Hai con mèo nó đang liếm nhau nè. Mày dài cái gì chân đấy là cỡ play nữa anh không hiểu hả, chứ ai có bắt buộc chị Hằng phải tóc dài đâu trời. Tôi làm chị Hằng nó phải tóc dài thứ tha chị nhiên cũng muốn vậy. Mày quá hồi chị Hằng này nó không không có kéo hết tóc hả à? Liếm đi mèo. Lao mình cho mèo kia đi. Này là lao chân. Thôi ta đi chỗ khác nha. Hai cái bài liếm. Xong liếm nữa. Liếm đi. Lao mặt kìa. Đây gọi là bài hát meo 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 rửa mặt như mèo đó. Hả? Nó liếm vô cái chân nó ướt rồi xong rồi cái nó lao lên cái mặt của nó. Mèo rất là sạch nha. Nó vệ sinh cái trời, nó cắn luôn cái móng nó kìa. Đó. Đầu tiên là nó liếm cái chân cho nó sạch sẽ, xong nó bỏ lên nó lau con mắt của nó lau gèn. Đó, thấy kìa. Đó. Nó đang rửa cái chân của nó đó nha. Mình có nước rửa cho mèo là lấy lưỡi rửa. Cái lưỡi của nó rất là sét. Cái lưỡi của nó giống như là cái bàn chải vậy đó. Nó liếm tới lau vào lông nó mượt cái đó. Đây liếm mình nữa. Liếm cổ nhiều khi dài quá chuyển qua liếm đuôi, liếm đít, liếm mông. Còn anh này là cũng chuyện liếm này đó, liếm đít thôi. Liếm nữa, liếm tay, lau mặt nè, nó đang lau mặt nè, thấy không? Nó liếm vô cái tay nó cho nó ướt xong cái nó quẹt cái mặt của nó. Tại vì cái lưỡi của nó không có khả năng liếm tới cái mặt. Dạ alo. Dạ chụp tiệc hay là chụp